Ngày 9 tháng 8, Phó Bí thư Huyện ủy Đầm Dơi Ngô Bá Thành làm trưởng đoàn có buổi kiểm tra mô hình dân vận khéo trong sản xuất trên địa bàn xã Ngọc Chánh. Theo đó, đoàn đến kiểm tra mô hình lò đốt rác, mô hình nuôi trồng hương ở ấp Tấn Ngọc, mô hình trồng rau màu của phụ nữ, mô hình trồng bồng bồng của hợp tác xã Tiến Đạt ở ấp Hiệp Hòa. Qua đi thăm và kiểm tra thực tế các mô hình nhân dân khéo trong phát triển kinh tế tại xã Ngọc Chánh, Phó Bí thư Huyện ủy Ngô Bá Thành đã đánh giá cao các tập thể cá nhân đã mạnh dạn đầu tư, nỗ lực vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động và phát triển tích cực, đem lại nguồn thu nhập cho gia đình. Qua đó cũng chia sẻ và động viên các mô hình tiếp tục cố gắng duy trì hoạt động và phát triển sản xuất. Đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các mô hình tiếp cận với nhiều nguồn vốn vay để giải quyết khó khăn, tái đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ những mô hình này, xã tiếp tục nhân rộng các mô hình dân vận khéo, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.